3 tân vlog khoe cờ ngời đắt giá, Lê Thị Dân tiết lộ thu nhập khủng. Sau nhiều năm, hai hiện tượng thách thức danh hài đều có cuộc sống thay đổi và trở nên khấm khá hơn. Thách thức danh hài từng là một trong những game show có lượng người xem đông đảo. Nhiều gương mặt xuất hiện trong chương trình trở nên nổi tiếng sau một đêm và đổi đời. Bà Tân Vlog. Năm 2020, bà Tân Vlog gây chú ý khi cùng con trai tham gia thách thức danh hài. Với nét diễn chân thật, hiện tượng mạng đã khiến hai giám khảo Trấn Thành, Trường Giang cười nghiêng ngả. Sau đó, bà dùng số tiền 5 triệu mà chương trình tặng để làm từ thiện. Ngoài ra, bà Tân Vlog còn được Trấn Thành mời đóng một vai khách mời trong web drama Bố Già. Dù chỉ xuất hiện vài phút, nhưng nét diễn duyên dáng, tự nhiên của bà Tân rất được cộng đồng mạng yêu thích. Mới đây, bà Tân đăng tải video giới thiệu nhà mới được xây lại sau khi phá dỡ nhà cũ. Bà cho hay mong ước của bản thân bao lâu, giờ mới trở thành hiện thực. Đây là thành quả sau 4 đến 5 năm tôi làm YouTube. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ theo dõi tôi, bà Tân bày tỏ. Qua góc máy có thể thấy ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà thờ truyền thống, cổ kính, lối vào được lát đá xanh, cột và cửa nhà đều bằng gỗ lim, nội thất là bạch đàn, trường kỷ được đặt từ làng nghề Bắc Ninh. Dù không chia sẻ về kinh phí xây nhà, nhưng dân mạng suy đoán đây là một con số không nhỏ. Trên tường là tủ treo đựng các nút vàng, nút bạc YouTube. Theo lời bà Tân, vẫn còn tấm bằng kỷ lục Guinness Việt Nam, YouTuber đạt nút vàng YouTube nhanh nhất Việt Nam chưa được để vào. Hiện tại, sau nhiều ồn ào, kênh YouTube của bà Tân không còn được đón nhận như xưa, số lượng người xem và tương tác đều giảm đáng kể. Video của YouTuber này chỉ từ 70 đến 300 nghìn lượt xem, tần suất đăng clip cũng giảm đáng kể, xuống còn 1 đến 2 clip một tuần. Lê Thị Dần. Lê Thị Dần tham gia thách thức danh hài năm 2015 và bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Từ một người phụ nữ dân tộc Thái với công việc tay chân ở miền quê Thanh Hóa, Lê Thị Dần bỗng trở thành một ngôi sao nhận được sự săn đón của nhiều bầu show, sự yêu mến của hàng nghìn khán giả trên khắp cả nước. Cuối tháng 12 năm 2022, Lê Thị Dần giới thiệu cơ ngơi mới là một căn nhà 2 tầng rộng rãi, bề thế gần 200m² với tông màu chủ đạo trắng, xanh. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng cô gái trăm triệu và cho rằng cô đã đổi đời sau khi bước ra từ thách thức danh hài. Chia sẻ với chúng tôi, Lê Thị Dần thừa nhận, con số làm nhà lên đến tiền tỷ là có thật, nhưng bao nhiêu thì tôi không muốn nói cụ thể. Cô cho hay ông xã cô đã tự tay thiết kế và xây dựng trong vòng 7 tháng. Nhà có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng ăn và 1 phòng bếp. Lê Thị Dần tiết lộ kinh phí xây nhà được cô lấy từ tiền bán đất và cát xê đi diễn. Nội thất trong nhà được người hâm mộ tặng khá nhiều. Cô từng bật mí với chúng tôi thu nhập 1 tháng từ YouTube có thể lên tới 60 đến 70 triệu đồng. Trước đây hai vợ chồng tôi có mua được 2 miếng đất. Tôi bán đi để lấy tiền xây nhà, cộng với tiền đi diễn của tôi. Cát xê của tôi cũng cao hơn trước, mỗi show diễn phải được hơn 10 triệu tôi mới nhận, nhưng cũng có những show tôi không lấy tiền, hoặc lấy tiền để làm từ thiện. Ngược lại, tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, đồng nghiệp. Trong ngôi nhà mới này, những đồ vật như TV, bộ dàn karaoke, cây cảnh, tôi được mọi người tặng hết đó. Nữ YouTuber tâm sự cuộc sống của gia đình mình thay đổi rất nhiều từ sau khi cô nổi tiếng. Hiện tại, cô vẫn đi diễn hội chợ, đám cưới, thỉnh thoảng góp mặt trong một vài tiểu phẩm trên YouTube. Kênh YouTube của cô thu hút gần 400.000 người đăng ký, nội dung xoay quanh những chia sẻ về cuộc sống thường ngày, ca hát hay tiểu phẩm hài.